Tanjiro à, cậu đã tới rồi ha. Cậu vẫn khỏe hả? Có bị đánh gục thì cũng phải mau cử động, rồi trở lại tư thế cho thật vững. Cậu đó, nếu đây mà là thực chiến thì đã chết 3 lần rồi biết không? Phải theo kịp động tác của tôi biết chưa? Cậu bên kia, có người bị đánh gục thì cũng không được ngừng cử động đâu. Thật đáng tiếc, cậu lại chết rồi đó. Chỉ ngừng chuyển động một chút thôi thì cũng đủ mất mạng rồi. Tanjiro à, cậu đã tới rồi ha. Cậu vẫn khỏe hả? Cái đám ma dù tích sự tụi bay, bà đây chỉ mong thấy cảnh tụi bay bị quỷ ăn mất xác. Cái mỏ vẫn hỗn như mọi khi ha. Tanjiro à, cậu đã tới rồi ha. Cậu vẫn khỏe hả? Dạ, lại lần nhỏ này nữa. Thì ra là con quạ truyền tin của Tokito. Ngó gì ngó, bộ chưa thấy quạ quyền quý hả? Cái mỏ vẫn hỗn như mọi khi ha. Nhiều chuyện quá à, biến chỗ khác chơi đi. Quá, nín cái họng lại liền. Nhanh nhanh đi. Cái mỏ vẫn hỗn như mọi khi ha. Mong là được cậu chỉ giáo nhiều, Tanjiro. Tokito nè, lâu rồi không gặp ha. Từ giờ việc đặt huấn trông cậy hết vào cậu. Cậu qua đây với tôi một chút nha. Xài nước tiết kiệm mới kỹ kỹ giùm bà nha. Ê nhỏ, nín họng lại coi. Không á. Cái mỏ vẫn hỗn như mọi khi ha. Đại nhân Tokito đó hả? Tôi xin phép,